Năm mẹo sửa giày chật nhanh chóng đơn giản. Bạn đã bao giờ cảm thấy khó chịu mỗi khi mang phải đôi giày quá chật không? Bạn chỉ cần theo dõi năm mẹo sửa giày chật nhanh chóng đơn giản dưới đây là giải quyết được ngay. Cùng mẹo và cuộc sống xem qua ngay sau đây nhé. Số 1, làm nới rộng giày bằng nước. Để thực hiện cách này thì bạn dõi theo các bước dưới đây nhé. Bước 1, đổ đầy nước vào hai cái túi và chắc chắn túi phải được bịt kín. Bước 2, nhét hai túi đó vào đôi giày của bạn và nhớ canh chỉnh nơi mà bạn cần nới rộng, phần mũi giày hoặc phần thân. Bước 3, bỏ đôi giày của bạn vào tủ lạnh trong một ngày, sau đó bỏ ra ngoài 20 đến 30 phút cho đá tan bớt rồi bạn lấy túi nước ra. Phần đá đông có công dụng làm thành khuôn giúp nới lỏng đôi giày của bạn. Số 2, dùng khoai tây để nới giày. Bạn sẽ cần đến một đến hai củ khoai tây để thực hiện nới lỏng giày. Bước 1, bạn gọt sạch củ khoai tây Bước 2, xác định vị trí bạn muốn nới rộng và đặt một miếng có kích thước vừa đủ để nới. Bước 3, bạn để khoai và giày qua đêm để có chúng có thời gian để giãn ra. Số 3, làm rộng giày bằng tất và máy sấy. Nếu như bạn lỡ mua một đôi giày quá chật thì bạn có thể tận dụng những vật dụng trong nhà như những đôi tất và máy sấy tóc để áp dụng cách dưới đây. Bước 1, bạn mang một đôi tất giày hoặc bạn có thể mang nhiều đôi tất lại với nhau, sau đó mang giày vào. Bước 2, bật máy sấy hơ ở mức độ vừa phải và hơ xung quanh đôi giày, đồng thời bạn hãy cử động chân để đôi giày nhanh chóng giãn ra. Lưu ý, tránh hơ quá gần đôi giày và nhớ kiểm soát nhiệt độ để giày không bị cháy xém. Không nên áp dụng cách này với những đôi giày sneakers đặc biệt là da lộn, vì máy sấy sẽ để dẫn đến làm hư chất liệu giày. Số 4, dùng dung dịch chuyên dụng. Việc dùng dung dịch chuyên dụng sẽ giúp giày giãn nở ra nhanh chóng. Nhưng khuyết điểm là nếu không sử dụng đúng cách sẽ khiến đôi giày của bạn bị bay màu, bởi vì trong dung dịch thường sẽ chứa cồn dẫn đến làm mất màu đôi giày. Vì vậy, bạn cần xem kỹ hướng dẫn cách sử dụng và thành phần để tránh làm hư hại đến đôi giày của mình. Sau khi xịt dung dịch lên giày, bạn hãy mang giày và đi lại bình thường như đi dạo chơi hóng mát, đi xem phim để giày nhanh chóng giãn ra. Số 5, dùng khuôn đúc giày hầu hết các loại khuôn thế này đều dễ dàng điều chỉnh nên cách này khá an toàn nếu như bạn muốn nới dài của mình bạn chỉ cần xác định vị trí bị chật và để khuôn vào xong tinh chỉnh chiếc khuôn để nới cho đến khi cảm thấy phù hợp bạn nên để chiếc khuôn trong vòng một ngày để đạt được hiệu quả như mong muốn trên đây là năm mẹo khắc phục dài bị chật khi mang mà bạn có thể thực hiện tại nhà hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ